Hạ nhiệt mùa nóng khuyến mãi chào hè từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2013. HTV Coop khuyến mãi sản phẩm giảm giá lên đến 49%. Tặng ngay một áo mưa cao cấp trị giá 60.000 đồng và nhận thêm phiếu quà tặng trị giá 50.000 đồng khi mua bất kỳ sản phẩm nào trong gian hàng hạ nhiệt mùa nóng. Mừng ngày của mẹ, khách hàng sẽ nhận thêm phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng. Hãy gọi 0844558899 hoặc truy cập website của Coop Home Shopping. Hạ nhiệt mùa nóng khuyến mãi chào hè cùng HTV Coop.